lên đỉnh ơi. Ơi, không biết là nó lỗi gì cơ. Tìm mãi. Máy quay á. Các đội ở vòng bảng, tuy nhiên sau đó thì họ đã không giữ được thế trận rất hay. Vừa rồi là pha dứt điểm của rất hay. Nỗ lực của cầu thủ mang áo số 14. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3. Rất đẹp mắt. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo. Không được. Có thể dứt điểm. Bóng đã chạm tay rồi. Nhưng trọng tài chính của chúng ta không cho như vậy. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Rất hay. Như vậy là bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành bên phía SHB Đà Nẵng.